Ngày 13 tháng 4, Phái đoàn Liên minh châu Âu, tổ chức Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững do ông Koen-Etienne Duchanter, tham tán thứ nhất trưởng ban hợp tác phát triển Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam dẫn đầu, đã có buổi làm việc với một số sở ngành đơn vị liên quan của tỉnh Thái Nguyên về dự án công nghệ khí hóa sinh khối, giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu, thực hiện trong 4 năm 2020-2024 do Tổ chức Oxfam Việt Nam quản lý và phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững, triển khai tại 4 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy chế biến nông sản thực phẩm bền vững, góp phần tăng cường quản lý chất thải ở các vùng nông thôn Việt Nam thông qua áp dụng công nghệ hóa sinh khối như một nguồn năng lượng tái tạo trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tại Thái Nguyên, dự án đã xây dựng được 8 mô hình tại các cơ sở sản xuất chế biến chè, 2 cơ sở cơ khí và 1 cơ sở chế biến sinh khối tại huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. Triển khai thực tế cho thấy dự án đã tiết kiệm trên 60% chi phí chất đốt trong sản xuất chè, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và đặc biệt là giảm sức lao động. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành của tỉnh mong muốn Liên minh châu Âu tiếp tục tài trợ thêm nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ thường xuyên phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Theo kế hoạch, trong năm 2022, dự án sẽ tiếp tục triển khai tại huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương.